Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 8 tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 3 em học sinh chết đuối. Trước đó, hai chị em ruột là Vi Thị Na, 12 tuổi và em Vi Thị Niệm, 11 tuổi, cùng với em Ly Thị Nhật Quyên và em Nguyễn Thị Năm, cùng 12 tuổi, rủ nhau ra đoạn đê ngăn mặn để bắt ốc đào ngao. Sau khi bắt ốc xong, bốn em cùng rửa chân ở dưới đê ngăn mặn thì không may bị tụt chân xuống vùng hố nước sâu. Do không biết bơi nên ba em Na, Niệm và Quyên đã bị dòng nước nhấn chìm. Còn em Năm may mắn sống sót vì biết bơi. Sau khi vụ việc xảy ra, người thân của các em cùng với chính quyền địa phương đã ra hiện trường để tìm kiếm thi thể của các em. Đến 7 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể của hai em Na và Niệm. Khoảng 1 giờ sau đó tiếp tục tìm thấy thi thể của em Quyên. Em Na hiện đã nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn em Niệm đang là học sinh lớp 5E trường tiểu học Quỳnh Lập. Em Quyên là học sinh lớp 6D trường trung học cơ sở Quỳnh Lập. Ngay trong chiều ngày 1 tháng 8, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cùng chính quyền địa phương đã đến các gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên hai gia đình.